Và khi mà anh em nhận được những chiếc iPhone mà nó lại có cái màn hình chào hỏi như thế này, mình sẽ làm luôn clip này để mình hướng dẫn anh em cách mà anh em kích hoạt vào bên trong này, cách anh em tạo tài khoản Lazada nào này, cách em có thể đào ứng dụng như thế nào. Chào anh em. Vâng, dịch Covid thì đang rất là căng thẳng và anh em đều được khuyến cáo nên ở nhà, không nên ra ngoài để ảnh hưởng đến xã hội, để ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, và chẳng may anh em mang mầm bệnh ấy. Nhưng mà cái quan trọng là nhu cầu mua sắm của mình vẫn đang rất là nhiều, vẫn đang rất là muốn mua những chiếc điện thoại này. Chỉ có một cách đơn giản nhất là mua hàng online. Vâng, thì đợt này là mình bán hàng online rất là nhiều anh em nhé. Và cái câu chuyện là bán hàng online nhiều ấy, thì nói riêng là iPhone thôi, anh em đều nhận được những chiếc máy chắc chắn là như thế này rồi, hoặc là anh em bóc siêu ra thì cũng như thế này. Ở trên tay mình hiện tại đang có một chiếc Pro Max. Vâng, thì mình đang bán với mức giá chỉ có hơn 20 triệu thôi. Chi tiết anh em vào website nhá, msm.vn ấy. Còn cái vấn đề ở đây là khi mà anh em nhận được những chiếc iPhone mà nó lại có cái màn hình chào hỏi như thế này, anh em không biết sử dụng làm sao. Mình nhận được vô cùng là nhiều cuộc điện thoại hỏi và hướng dẫn những cái việc mà như thế này luôn. Thế nên là cũng không có nhiều thời gian để phục vụ từng anh em một đấy. Mình sẽ làm luôn clip này để mình hướng dẫn anh em cách mà anh em kích hoạt vào bên trong này, cách anh em tạo tài khoản Lazada này, cách em có thể đào ứng dụng như thế nào. Ở trong cái clip này nhá, anh em cùng xem clip này chỉ nhanh thôi để mình hướng dẫn anh em. Vâng, đi vào về chính thì đầu tiên mà anh em mua những chiếc điện thoại về bên mình bán hay là kể cả những bên các bạn khác bán thì cũng thế thôi, những chiếc máy mới bóc siêu ra hoàn toàn nó sẽ là như thế này. Vâng, hola, hello, xin chào, ni hảo hay là cái gì đó bằng tiếng Lào, tiếng Thái, rồi tất cả các thứ tiếng ở trên thế giới nó đều sẽ tích hợp vào đây ở cái màn chào hỏi đối với anh em. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không biết sử dụng kiểu gì cả, vuốt lên thì có một đống ngôn ngữ để chọn mà không biết là tiếp theo sẽ là như thế nào. Rất là nhiều anh em biết nhưng cũng rất là nhiều anh em không biết nào, hoặc là đặc biệt là chị em phụ nữ điện thoại cho mình hỏi rất nhiều đó. Thì anh em vào nhá, anh em cùng vuốt lại nhìn lại với mình này. Ok, vuốt lên này thì ở cái mặt này nó sẽ hỏi đầu tiên là cho anh em chọn ngữ đã. Anh em có thể chọn tiếng Anh, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, hay là tiếng Nhật, hay là Tây Ban Nha, hay là Pháp, hay là Đức. Vâng, mình là người Việt, mình sẽ chọn tiếng Việt. Ok, Việt Nam. Ở đây là chúng ta sẽ chọn là Việt Nam, tiếp là khu vực nhé. Còn nếu anh em ở nước ngoài như Ả Rập Xê Út thì anh em chọn. Bởi vì là những khu vực thì nó sẽ chọn khu vực ấy, thì nó sẽ hỗ trợ về múi giờ tất cả, hỗ trợ về sau này anh em tải khỏi iCloud, tải khỏi iTunes nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà mình ở Việt Nam, mình chọn Việt Nam này. Đó, ok, bây giờ nó đặt ngôn ngữ. Cái bước này là chúng ta sẽ chờ một chút nhé. Đây, tiếp theo sẽ là phần như thế này, bắt đầu nhanh hay là thiết lập thủ công. Nếu anh em muốn bắt đầu nhanh thì anh em phải có một chiếc điện thoại khác để gần những chiếc này. Vâng, thì anh em mua máy mới mà đâu có chiếc điện thoại khác đâu. Mình thì nhiều máy rồi, có một chiếc iPhone 7 Plus đây, đang khuyến mại còn 5850 thôi, mình không nói. Đó, chiếc này thì nó là cũng chiếc mà mình đang bán, không có một cái gì cả. Ok, bây giờ thiết lập thủ công nhé. Đến cái bước này là bắt buộc anh em phải có một mạng có thể là mạng 3G, hoặc là tốt nhất là anh em có Wi-Fi. Vâng, mình sẽ chọn kết nối Wi-Fi. Đó. Thì anh em lưu ý một điều này, một những chiếc máy mới 100% nó sẽ không có ai cả nào sau cái bước này. Đấy, cái bước này rất quan trọng, kết nối được wifi, kích hoạt được hay không là nó sẽ đo được chất lượng của máy. Ví dụ nhé, sau khi kết nối wifi này và chúng ta sẽ không kích hoạt được này, hỏi ai cả nào này là chiếc máy đó nó dính ai cả nào. Nếu máy cũ thì không sao, hỏi cửa hàng này người ta cung cấp cho. Nếu là máy mới mà có ai cả nào thì chết dở đấy nhá, có thể là máy đóng lại, cũng có thể là một chiếc máy chưa đóng lại nhưng ai gọi là những cái email ấy, nó đã bị lộ ra ngoài và người ta đã bơm email đó vào một chiếc máy khác và chiếc máy đấy đã được dùng ai cả lao, và chiếc máy anh em mới mua lại không ai cả lao mà lại dính. Đấy, rất nguy hiểm nhá. Đó, anh em có thể nhìn thấy không, có thể vài phút để kích hoạt iPhone. Cái này cũng sẽ có trường hợp là không kích hoạt được vì máy là máy lock, máy là máy lock, nó sẽ yêu cầu lắp sim đúng nhà mạng nó mới cho anh em kích hoạt. Đấy, thế nên là cái này rất là quan trọng, anh em cùng kiên nhẫn chờ đợi một vài phút như Apple nói nhá. Ok, khi không ai lao nó sẽ vào luôn cái bước như này, còn nếu có nó sẽ hỏi tài khoản, nếu không kích hoạt được sóng nó sẽ hỏi anh em nhá. Anh em lưu ý là lắp sim vào. Bây giờ là từ US 12 trở lên là chúng ta không còn lắp sim nữa, nhưng mà những US thấp hơn là chúng ta phải lắp sim nhá, để chúng ta biết là có lock hay không, mà tốt nhất cả cái US nào chúng ta cũng lên lắp sim vào. Tiếp tục nhá, bây giờ là sẽ đến bước hỏi phê đi, và cái này thì anh em nên bỏ qua cho nó nhanh đúng không, hoặc là anh em muốn dùng anh em tiếp tục, còn nếu như mình ấy thì mình sẽ bỏ qua, thiết lập sau trong cái đặt. Ok, để lấy rồi sau. Hỏi một mã màn hình. Ok, thiết lập sau cho cài đặt luôn cho nhanh. Đấy, ấn vào cái tùy chọn một mã này. Và hỏi là mã chữ số tùy chỉnh, là mã số tùy chỉnh, mã 4 số hay là không sử dụng. Thì mình sẽ chọn không sử dụng. Không sử dụng luôn nhé, để chốc vào cái đặt chỉnh sau cũng được. Ok, bây giờ nó hỏi là có khôi phục dữ liệu hay không.
ví dụ như là khu vực dữ liệu từ iCloud này, khu vực dữ liệu từ Mac hoặc PC này, khu vực dữ liệu trực tiếp từ iPhone, khu vực dữ liệu từ một chiếc máy Android. Vâng, thì bản thân mình đâu có dữ liệu gì đâu, mình ấn mà không có nhanh, còn nếu mà cần tí mình có xong. Và bây giờ hỏi các Apple ID không? Vâng, bạn không có Apple ID đúng không? Ok, bạn chọn là quên mật khẩu hoặc không có nhé. Ấn vào đây có muốn tạo hay không này, ấn quên mật khẩu hay là tạo Apple ID miễn phí. Thì bây giờ mình muốn bỏ qua nhanh để mình vào bên trong mình xem đã. Ok, thiết lập cho con đọc nhé, để sau không sử dụng này. Đấy, đây mình làm lại anh em nhé, thiết lập sau cho con đọc này, nó sẽ hỏi này. Bạn nói chắn không? Không sử dụng. Ý mình vào mình tạo mình đừng sử dụng được mà không sao. Điều khoản điều kiện đọc lâu lắm, ok đồng ý luôn cho nhanh. Cài đặt nhanh hay không? Ấn tiếp tục, cứ tiếp tục thôi. Cái này nó hỏi mét theta mà bỏ qua đi, để sau đi. Đấy, để sau nhá. Thời gian sử dụng này, thiết lập sau cho người đặt luôn, tất cả thiết lập sau cho đặt, không chia sẻ luôn này. Tiếp tục này, ok chọn giao diện này sáng hay tối này. Mình là con người trong sáng mà mình sẽ chọn sáng, ok sáng nhá. Tiêu chuẩn hay thu phóng, thôi chọn tiêu chuẩn. Tiếp tục. Vâng, vuốt lên để sử dụng. Đối với những máy có phím home là chúng ta ấn nút home để sử dụng nhá. Còn những máy này là vuốt lên để sử dụng. Thì khi chúng ta kích hoạt được vào màn hình chính này là màn hình rất là quen thuộc đối với chiếc điện thoại bình thường. Ok chưa? Có gọi điện này, có Safari, có tin nhắn này, có iPod này, có quay phim chụp ảnh, có tất cả các thứ để anh em sử dụng ở đây rồi, đúng không? Thì bây giờ là cái là quan trọng là chúng ta lướt qua là chúng ta không nhìn thấy Facebook này, không nhìn thấy YouTube này, không nhìn những ứng dụng như Zalo, Viber, tất cả các thứ chúng ta cần. Và bây giờ chúng ta cài nó như thế nào? Ở cửa hàng đơn giản thôi, bảo kỹ thuật người ta cài cho. Nhưng mua online về thì cài như thế nào? Những người biết thì không nói, còn những người không biết nha. Thì chúng ta phải tạo một cái tài khoản để cài. Cái tài khoản này là tài khoản iCloud, là chúng ta dùng để lưu dữ liệu trên đám mây như là danh bạ này, tin nhắn ghi chú này, và cũng để tạo ứng dụng luôn. Và tạo là như thế nào thì bây giờ nhá, trong cái bước vừa rồi chúng ta đã bỏ qua rồi. Bây giờ chúng ta vào tạo bên trong phần cài đặt này như này này. Đấy, vào cài đặt này, ở bên trên này nó không có đúng không, ấn vào đây này. Ok, bạn không có ID Apple hoặc đã quên. Đấy, cái bước là không có Apple đã quên, hoàn toàn tiếng Việt thôi, nó rất dễ sử dụng nhá. Chúng ta ấn vào cái bước này. Ok, đúng rồi, tôi không có và đã quên. Bây giờ là tôi không có hay là tôi quên. Đấy, quên thì ấn vào đây, và không có thì ấn vào tạo Apple ID này. Tạo cái mới luôn cho nó nhanh. Đấy. Rất là dễ thôi, nó hoàn toàn tiếng Việt. Đúng, bây giờ là lên tên và ngày tháng năm sinh. Cái này là khai chính xác nha, khai chính xác để làm gì nào? Chẳng may là sau này mình quên mình cấp lại nó dễ đúng không? Họ tôi là Nguyễn. Đấy. Nguyễn. Tên là Đạt. Đó, chọn ngày tháng năm sinh nhá. Mình sinh năm 1990. Đó, cho anh em tiện xưng hô nhá. Mình sinh năm 1990 này, vào tháng 2 này. Vào ngày 16 này. Mình sinh vào ngày 16 tháng 2 năm 1990. Ok, tiếp theo. Đó, thì đến bước này nó ra hỏi là anh em tạo địa chỉ mail. Nếu anh có mail rồi, ví dụ như Gmail này, Hotmail này, hay là một cái mail bất kỳ anh em phải tạo. Nhưng khi tạo xong anh em phải vào trong cái mail đấy, anh em kích hoạt cho Apple ID nó mới hoạt động. Còn để nhanh nhất thì anh em cứ nói là anh em chưa có mail. Ok chưa, bạn không có địa chỉ mail, ấn vào đây. Sẽ tạo một địa chỉ mail có cái định dạng là đuôi a+icloud. Thực ra là mình khuyên anh em tạo bằng a+icloud, sau này nó cấp lại tài khoản hay cấp lại mật khẩu nó rất là dễ, bởi vì nó chỉ liên quan đến Apple thôi, không liên quan đến ông nào khác nữa, đúng không? Đó, chỉ có anh em và Apple thôi. Đấy, tạo a+icloud nhá. Bây giờ sẽ tên và a+icloud. Thì khuyên anh em một cái điều này, tất nhiên rồi, rất là nhiều người sử dụng trên thế giới, có hàng triệu hàng tỷ người sẽ đã sử dụng a+icloud rồi. Thế nên là anh em đặt một cái tên mang tính cá nhân một chút, ví dụ như là tên của mình là Nguyễn này, Đạt này, vâng, ngày tháng năm sinh, hoặc là đuôi là số điện thoại chẳng hạn, 122 là đuôi số điện thoại của mình. Tiếp tục nhá. Ok, cái này tồn tại luôn rồi đấy. Đấy, đã người sử dụng rồi, thôi ngày tháng năm sinh đi, 16/02/90. Ok, cái này chưa người sử dụng thì nó sẽ là yêu người của anh em tạo, anh em thấy không, sẽ tạo bằng tính cá nhân nhá, 16/02/90 tạo, anh em lên nhớ nhá. Bây giờ đến bước mật khẩu. Thì cái bước mật khẩu này là anh em cũng lưu ý một điều này, cái này rất quan trọng, thế là anh em phải đặt, phải nhớ nhé. Và điều kiện bắt buộc của mật khẩu của iCloud ấy, nó phải là 8 ký tự, ít nhất là 8 ký tự. Trong 8 ký tự đấy phải có một số này, một chữ này và một chữ viết hoa. Đó, anh lưu ý này, 8 ký tự này, trong những ký tự đấy phải ít nhất có một số này, một chữ này và một chữ viết hoa. Đó, thì bây giờ mình sẽ đặt mang tính cá nhân của mình một chút cho dễ nhớ nhé. Mình sẽ đặt là Đạt. Đó. Trong đó là chữ D viết hoa rồi. Ok, có một chữ viết hoa. Chữ A, chữ T không viết hoa. Ok, xong. Và bây giờ đến số. Số sẽ là gì nhỉ? Số điện thoại đi cho nó dễ nha. 0353616122. Ok nha, Đạt này. Thế này thì không bao giờ quên được. 0353616122 này. Hai lần nhập mật khẩu. Xong đó tiếp tục. Bây giờ đến bước là câu hỏi bảo mật.
cái bước câu hỏi bảo mật này cũng quan trọng lắm, bởi vì là khi anh em đặt câu hỏi bảo mật anh em quên mật khẩu iCloud này, anh em quên mất số điện thoại xác minh này, là chúng ta có thể dùng mật khẩu bảo mật này để chúng ta cứu lại cái tài khoản chúng ta. Cứu lại cái tài khoản không quan trọng bằng việc chúng ta bị khóa máy và chúng ta vẫn cứu lại được, đúng không? Đấy, bây giờ chọn câu hỏi nhá. Và câu hỏi này có thể áp dụng cho cái vấn đề mà anh em mua ứng dụng ấy. Đấy, bây giờ sẽ chọn là rất là nhiều câu hỏi anh em lựa chọn bằng tiếng Việt thôi. Thú nuôi đầu tư của bạn ăn gì? Đấy, chọn những câu hỏi đơn giản thôi và ít ký tự thôi và rất dễ nhớ nhá. Ví dụ như là thú nuôi đầu tư của bạn tên gì này. Thì đầu tiên là mình nuôi con mèo. Ok, ghi là mèo. Mình nuôi con mèo từ năm 5 năm. Và chọn câu hỏi thứ hai này, tất cả các ba câu hỏi nha. Công việc mơ ước của bạn là gì này, chuyện thiếu nhi yêu thích của bạn. Mình thích Doraemon. Mình rất thích chuyện Doraemon. Bây giờ vẫn đọc Doraemon. Đó. Câu hỏi thứ ba nhá. Ba mẹ của bạn gặp nhau ở đâu? Tên người quản lý đầu tiên của bạn. Và ba mẹ của bạn gặp nhau ở đâu thì quá dễ rồi. Ba mẹ mình gặp nhau ở Hải Phòng. Đấy. Còn các bạn ở đâu thì các bạn đọc theo nhá. Đấy, viết liền không giấu để cho dễ nhớ. Ok, tiếp tục. Bây giờ nó sẽ là điều khiển và điều kiện để các đọc những cái này thì rất là mất nhiều thời gian. Ok, không đọc làm gì cả, cho nó mất thời gian làm gì. Đồng ý luôn. Đó. Và chờ đợi là chúng ta đã có tài khoản iCloud. Đó. iCloud sẽ góp giúp ích cho anh em cái việc anh em có thể lưu trữ dữ liệu trên đám mây, ví dụ như là danh bạ này, một số tin nhắn quan trọng này, một số ghi chú này, để trong trường hợp mà chẳng may anh em có mất chiếc máy này ấy, hoặc là anh em có bị gián đoạn thì đó anh em phải chạy lại ấy. Anh em không lưu lại kịp ấy, thì anh em vẫn có thể đăng nhập tài khoản đó và tải danh bạ của anh em về. Có nhiều người cái danh bạ rất là quan trọng thì cái bước này nó sẽ giữ được danh bạ cho anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn nhá, trong phần iCloud là chúng ta có thể bật được danh bạ này, mail này, ảnh này, lịch này, lời nhắc này, ghi chú là bật được này, tin nhắn bật được luôn này. Đấy. Đó là tất cả những cái thứ này của chúng ta có thể bật được, ví dụ như là hay là chúng ta bật là một cái là gọi là cái tìm iPhone. Đây, tìm iPhone này ngoài này. Đấy, để làm gì nhỉ? Tìm iPhone này ấy, trong trường hợp anh em bị mất máy thì người khác người ta sẽ không can thiệp được bên trong để xem dữ liệu của anh em được. Anh em có thể khóa máy và yêu định vị cái máy của anh, đấy của anh em đang ở khu vực nào. Đấy. Thế cái tài khoản iCloud rất là quan trọng, rất là hữu ích cho anh em. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ là chúng ta phải đa ứng dụng, đúng không? Ok, thì iPhone có một cái chợ ứng dụng như trên Google ấy, trên Android ấy, thì nó sẽ có Google Play, cửa hàng Play, CH Play đấy. iPhone nó không có cái đấy. Apple không có đấy, mà Apple sẽ có cái chợ riêng của mình, đó là Apple Store. Đó, anh em nhìn thấy biểu tượng màu xanh nhá, có hình chữ A này. Ấn vào đây này. Và cái Apple Store này nó cũng sẽ sử dụng Apple ID chứ không sử dụng Gmail để download được đâu anh em nhé. Còn nếu anh em thấy cái biểu tượng này mà anh em đăng nhập Gmail để anh em download ấy thì chắc chắn một điều đó là iPhone không phải chuẩn của Apple nhá. Cho phép ứng dụng này. Bây giờ là đang cần rất là cần cái Facebook và cái YouTube thôi, tìm cái YouTube nào. Đây, tìm cái YouTube nhá. Ok, nó sẽ lên như này, ấn vào nhận luôn. Và bây giờ nó sẽ yêu cầu anh em đăng nhập tài khoản, đúng không? Cái tài khoản anh em vừa tạo thôi, đúng không? Nguyễn Đạt 160290 A còng 2 cờ lao.com. Đấy. Và gõ cái mật khẩu vào 616122. Ok. Đó. Nhưng không được luôn đâu nhá, anh em lưu ý này. Đấy, bây giờ nó nói là cái ID Apple này chưa được sử dụng trước đây tại Store và chạm phải xem xét. Đó, cái này cũng rất là quan trọng. Đấy, bởi vì nếu mà nhiều anh em không biết ấy, thì khi xem xét nó bắt buộc anh em phải có tài khoản Visa hay có tài khoản để thanh toán điện tử. Nhưng cái này là anh em làm theo cái của mình ấy, là anh em vào chợ xong anh em đăng nhập sau ấy, thì nó sẽ không hỏi anh em đâu. Đấy nhá, ở đây nó sẽ có hoàn tất để sử dụng này. Bây giờ khu vực là mình chọn là gì, ví dụ anh em ở nước ngoài, hoặc là anh em cần download những cái ứng dụng ở cái nước đấy nó hỗ trợ, ví dụ như là anh em sếp anh em là người Đức và người sếp đã sử dụng một cái ứng dụng chat ở bên Đức, Apple ID của Việt Nam không được, bắt buộc anh em phải chọn Đức để anh em tải về nhé. Đó, nhưng ở đây mình sẽ chọn Việt Nam, đồng ý với điều kiện này, điều khoản này, ấn vào đồng ý. Đấy, bắt tay với Apple này và tiếp tục. Cái này anh em cũng phải kiên nhẫn chờ đợi tiếp nhá. Ok, thì bây giờ đến cái bước thứ hai là nó sẽ hỏi là thẻ tín dụng, anh em có thể tín dụng em thêm vào đây để em có thể mua được ứng dụng mất tiền, hoặc em có thể thanh toán một số ứng dụng tiện ích nhạc nhiếc ở trên Apple Store. Đấy, nhưng mà bản thân mình thì không có tiền, mình cũng không mua một cái gì cả, mình chỉ đang miễn phí thôi. Đấy, thì mình sẽ không dùng thẻ ứng dụng và cũng sẽ không dùng Momo luôn. Mình sẽ dùng ấn vào không. Đó, và bây giờ sẽ đến địa chỉ thanh toán. Vâng, mình cũng đâu có tiền để thanh toán gì đâu. Địa chỉ này thì anh em có thể ghi theo địa chỉ của anh em, hoặc bản thân mình cũng chẳng có gì thanh toán cả, mình sẽ ghi liều. Đấy, cái liều địa chỉ thôi, thành phố cũng ghi liều luôn, Bình Dương đó. Nhưng mà cái quan trọng này đó là cái mã zip này, thì cái mã zip này sẽ quy định là bắt buộc nhé, bắt buộc là phải có mã zip.
thì anh em có thể điền theo cái mã zip bất kỳ ở nước ngoài cũng được, hoặc mã zip của Việt Nam thì cụ thể như này nhé. Nếu anh em ở Sài Gòn thì mã zip là 700.000, anh em ở Hà Nội mã zip là 100.000, còn mình ở Hải Phòng mã zip là 180.000. Anh em có thể lên Google anh em tra đó để đặt đúng mã zip của mình đi. Số điện thoại của anh em 098 này, 666 này, 4469 này, có gì đó chẳng hạn. Đấy, mã số điện thoại anh em có thể điền vào đây, ấn tiếp theo và chờ xác minh nha. Đấy, cái này lại chờ tiếp, hai bộ xác minh. Đấy, khi nó xác minh hoàn tất như này là anh em phải đào dụng nhá. Ok, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ download YouTube cho anh em xem thử này. Đó, anh em nhìn thấy không? Nó sẽ hiện này, ấn vào cài đặt này. Và bây giờ nhập vào khẩu lệnh đầu tiên. Ok, đã đào xong ứng dụng, rất là tiện. Bây giờ lượt Facebook nào. Ok, bây giờ thì Apple ID nó hỏi như này anh em nhé. Nó hỏi là bạn có muốn yêu cầu bảo mật hay không. Lần ngoan. Bên dưới thì có yêu cầu sau 15 phút hay luôn yêu cầu. Nếu anh em chọn luôn yêu cầu ấy, thì anh em đào vào ứng dụng tiếp theo là anh em bắt buộc phải nhập mật khẩu. Tiếp, rất mất thời gian. Bây giờ là anh em chọn là yêu cầu sau 15 phút. Đó, thì anh em sẽ không phải nhập mật khẩu nữa, 15 phút sau nó mới hỏi. Đó, cài luôn Facebook, ok, xong. Facebook này có lưu hay không? Ồ, lưu luôn, cho nó nhanh, lần sau có thể đào. Đó, tiếp này, cài đặt này. Thì rất là may là những cái ứng dụng mà mình hay dùng ấy, ví dụ như Facebook này, YouTube này, Zalo, tất cả các thứ đều được đào miễn phí ở trên này hết. Chỉ có một cái số game hay ứng dụng bản quyền thì nó mới có, mà thực ra là những cái đấy là chưa chắc anh em đã phải sử dụng đâu. Đó, thế là đơn giản như vậy thôi. Đó, ở đây thì anh em có thể là hoàn toàn tự động mình cài được, mà chỉ cần có một cái mạng wifi thôi. Còn cái vấn đề tiếp theo nữa, như ở cửa hàng anh em có thể yêu cầu là chép danh bạ từ cái máy cũ sang máy mới này, anh em có thể yêu cầu chép ảnh từ máy cũ sang máy mới này, anh em có thể yêu cầu là cóp nhạc này, anh em có thể yêu cầu cóp phim GAV này, anh em có thể yêu cầu cóp nhạc chuông ấy, thì cái đấy bắt buộc anh em phải có máy tính và sử dụng phần mềm Bluetooth ấy. Mà cái phần mềm đấy như thế nào thì anh em xem lại video mình để bên dưới nhá. Có cái video mình đã làm rồi, làm trước cái video này là có video hướng dẫn anh em sử dụng phần mềm Bluetooth, là phần mềm anh em có thể cóp được tất cả các thứ vào đây. Đó, rất đơn giản thôi. Anh em nào biết rồi thì mình cũng không cần phải nói nhiều, anh em có thể chia sẻ clip này cho những người chưa biết để xem. Bởi vì nhiều khi anh em biết có những người sẽ hỏi anh em mà gửi cái clip này cho họ thì họ xem rất là nhanh. Tất nhiên rồi, clip này hữu ích thì anh em cho mình một like và chia sẻ nhá. Anh em có thắc mắc gì đó thì anh em cứ comment ở bên dưới để mình giải đáp. Còn để mua máy những sản phẩm này thì anh em có vào đường link msm.vn. Điện thoại trực tiếp cho mình là số điện thoại 02565226789. Mình đã hỗ trợ free ship cho tất cả anh em trên toàn quốc. Nhận hàng phải thanh toán và sẽ hỗ trợ cho anh em bảo hành 1-1 lên đến 45 ngày. Trong 45 ngày lỗi thì mình sẽ đổi một chiếc máy khác. Đó, hiện tại trên tay mình đang cầm một chiếc là 11 Pro Max, máy Line New, bên mình đang bán với giá chưa đến 25 triệu. Đó, rất là đẹp đúng không anh em, một siêu phẩm của Apple giá chưa đến 25 triệu. Còn hiện tại có chương trình khuyến mại rất sâu cho chiếc iPhone 7 quốc tế, Plus quốc tế, trong vòng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2020 sẽ là 5.850.000 anh em nhé. Cảm ơn anh em xem clip nhá, chào tạm biệt anh em.